Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ sở hữu một loại mặt số mà khi nhắc tới, không ít trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thời kỳ đồ đá và những chú khủng long. Và chất liệu mặt số đó là gì? Và chiếc đồng hồ tôi đề cập trong video này là chiếc đồng hồ nào? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi đề cập tới đó chính là chiếc Jaeger LeCoultre với mặt số bằng thiên thạch. Chiếc đồng hồ với lớp vỏ vàng hồng, đường kính 39mm. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 điểm. Thứ nhất, mặt số thiên thạch thì có gì đặc biệt? Và đây có phải mặt số thiên thạch thật hay còn gọi là mặt số thiên thạch tự nhiên hay không? Thứ hai, chúng ta hãy cùng đánh giá trải nghiệm nhanh chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre cũng như là bộ sưu tập Master Calendar này. Và cuối cùng, nhược điểm của chiếc Jaeger LeCoultre Master Calendar này và mặt số thiên thạch là gì? Đầu tiên thì mặt số thiên thạch có gì đặc biệt? Mặt số này của chiếc Jaeger LeCoultre được chế tác từ một thiên thạch sắt phát hiện ở Thụy Điển. Thiên thạch sắt này là một cái tiểu hành tinh ở giữa sao Hỏa và sao Mộc, có tuổi đời hàng trăm triệu năm cho đến hàng tỷ năm tuổi. Tôi không nhầm đâu các bạn, hàng trăm triệu năm cho đến hàng tỷ năm tuổi. Đó là lý do vì sao ở đầu video tôi nói đến là khi chúng ta nhắc đến chất liệu mặt số thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thời kỳ đồ đá và những chú khủng long, thậm chí còn già hơn cả những chú khủng long cơ các bạn ạ. Một điểm thú vị tiếp theo đó chính là mỗi một mặt số thiên thạch sau khi hoàn thiện bởi phương pháp ASIC đều không giống nhau bởi những cái đường vân họa tiết Winman Staten. Tôi gọi đây gọi là vân đá thiên thạch các bạn ạ. Giống như cách Chúa tạo ra con người vậy, đều độc bản. Không có một mặt số thiên thạch nào giống như một mặt số thiên thạch nào. Đó là một điểm mà tôi đánh giá rất cao những mặt số thiên thạch hay là những mặt số ốc đến từ tự nhiên. Các bạn hãy cùng tôi ngắm mặt số thiên thạch này với ánh sáng trong nhà và so sánh với ánh sáng ngoài trời. Thì ánh sáng trong nhà và ánh sáng ngoài trời đều cho tôi có một cái cảm nhận khác nhau khi chiêm ngưỡng cái mặt số thiên thạch này. Ở trong nhà thì mặt số sẽ trầm lắng, khó nhìn thấy những đường vân thiên thạch hơn. Nhưng khi ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy cái vân này nó có phần gồ ghề hơn. Đây là một lý do mà khiến tôi thích đeo những chiếc đồng hồ có mặt số thiên thạch hay mặt số ốc ra ngoài nắng. Các bạn có cảm nhận được cái vân họa tiết Winman Staten ở trên chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre đang trên tay tôi không? Đó, những cái đường vân chéo này nó được tạo ra không theo cái ý nghĩ chủ quan của con người đâu các bạn ạ. Và đây, một số những cái giống như là hình mỏm núi. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Nhìn hình mỏm núi rất là đặc biệt, và không phải là cái mặt số thiên thạch nào cũng có những họa tiết như này đâu. Tất cả đều là random, ngẫu nhiên. Sau đây thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm và đánh giá nhanh về chiếc Jaeger LeCoultre mặt số thiên thạch này. So với phiên bản mặt thông thường ấy, là mặt trắng, thì phiên bản mặt thiên thạch với lớp vỏ vàng hồng này thì có mức giá hãng cao hơn khoảng 2.000 USD, 23.500 USD retail giá hãng cho phiên bản mặt thiên thạch này. Nếu là xe hơi thì cái việc chi tiền cho một option khiến nhiều người suy nghĩ, trong đấy có tôi. Tuy nhiên là với phiên bản này, cá nhân tôi cảm nhận nó khá là xứng đáng. 2.000 đô cho một mặt số độc bản, đẹp mắt, đặc biệt, có cái tuổi đời từ hàng trăm triệu năm đến hàng tỷ năm, lại còn đến từ không gian nữa các bạn ạ. Đây là chiếc Jaeger LeCoultre theo phong cách cổ điển, được bố trí mặt số full lịch truyền thống với chức năng là ngày, thứ, tháng, lịch, tuần, trăng. Đặc biệt là tôi rất thích cái cách GLC làm kim chỉ ngày với điểm nhấn là mặt trăng bán nguyệt màu đỏ, rất là bắt mắt. Tuy nhiên một cái lưu ý khi sử dụng chiếc đồng hồ này thì đây là một chiếc đồng hồ như cái tên Master Calendar, là lịch full lịch thông thường. Nhiều bạn thì sẽ bị nhầm lẫn sang lịch thường niên. Tuy nhiên là lịch thường niên thì nó phức tạp hơn, với việc là chúng ta chỉ cần tinh chỉnh lịch một năm một lần cuối tháng 2. Còn như lịch chiếc GLC này thì chúng ta vẫn phải chỉnh lịch những tháng có 30 ngày các bạn ạ. Chiếc đồng hồ thì có đường kính là 39mm và dày 10,6mm. Lên tay khá là ổn,
Đó, có thể khi chúng ta mặc xui hay là mặc sơ mi thì chiếc đồng hồ cũng có thể là ở dưới cái lớp tay áo của chúng ta. Cỗ máy của chiếc GLC này mang mã hiệu là GLC866 với 32 chân kính. Độ hoàn thiện tốt, biên độ dao động là 28.800 nhịp trên 1 giờ. Và chúng ta hãy nhìn qua một chút về dây da cá sấu của chiếc GLC này. Thì cái phần dây da cá sấu này thì được làm từ phần bụng lên phần cổ của con cá sấu để tạo ra những cái vân da đẹp nhất. Dây da màu nâu nữa, rất là phù hợp, màu nâu đậm. Và cuối cùng, cuối của video này thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số cái nhược điểm của chiếc GLC mặt số thiên thạch cũng như là bộ sưu tập Master Calendar này. Đầu tiên ấy thì đó chính là cái mặt số, nó là màu tối. Mà người Việt Nam chúng ta, như tôi thấy, các bạn U50 trở đi khá là ngại đeo đồng hồ với mặt số màu tối hay là màu đen ấy, với lý do là khó xem giờ. Tuy nhiên là đánh giá khách quan mà nói thì do cái cây kim của GLC họ làm hai cái độ hoàn thiện mang tính chất tương phản nên là mặt số có phần dễ xem giờ phút hơn so với những cái mặt số tối màu khác thường được đánh bóng. Còn các cái chức năng khác như là lịch ngày, thứ tháng, thậm chí là kim giây cũng như là kim chỉ lịch thì đúng là khó quan sát thật vì những chi tiết này khá là nhỏ, yêu cầu một thị lực tốt. Tiếp đến, nhược điểm tiếp theo mà tôi nghĩ là chiếc GLC trên mặt số thiên thạch này và GLC Master Calendar mắc phải đó chính là thời lượng cóp. Thời lượng cóp của chiếc đồng hồ này chỉ khoảng hơn 40 tiếng mà thôi các bạn ạ. Ngày nay thì từ Rolex này, AP này đều tăng cái thời lượng cóp lên, với AP là 60 tiếng, trung bình là 60 tiếng những cỗ máy mới, và Rolex là 70 tiếng. Thì cái thời lượng cóp 40 tiếng này, đây đang là một hạn chế, bởi vì chúng ta chỉ có khoảng hơn một ngày, chưa đến 2 ngày chúng ta bỏ đồng hồ ra là đồng hồ đã chết rồi. Ngoài ra một điểm nữa mà tôi nghĩ GLC nên trang bị cho những chiếc đồng hồ, nhất là với phiên bản thiên thạch này, đó chính là cái khóa. Khóa của chiếc đồng hồ này được trang bị là khóa đơn. Ưu điểm của khóa đơn là nó mang tính chất truyền thống, cũng như là nó sẽ giảm bớt được một phần chi phí cho nhà sản xuất. Tuy nhiên nhược điểm của nó, hay còn gọi là hạn chế, đó là trong cái quá trình vận hành, chúng ta tháo đồng hồ ra, đeo đồng hồ vào, nó sẽ có cái khả năng dễ làm rơi hơn so với cái khóa đôi hay còn gọi là khóa gập mà trước đây GLC thường xuyên sử dụng. Và đó là một số trải nghiệm của tôi về chiếc đồng hồ GLC cũng như là mặt số thiên thạch. Các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy comment ở phía bên dưới video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.